chưa từng lên tiếng chuyện hẹn hò, Buka và Gin Tuấn Kiệt đã bị soi dấu hiệu chia tay. Buka và Gin Tuấn Kiệt là một trong những chiến hạm vững chắc của showbiz Việt với 1001 khinh hẹn hò, thế nhưng mới đây, dân tình lại soi ra loạt dấu hiệu cặp đôi đã đường ai nấy đi. Buka Gin Tuấn Kiệt là một trong những cặp đôi được netizen đẩy thuyền nhiệt tình nhất showbiz, tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai lại thường xuyên đăng lên mạng xã hội những dòng trạng thái được cho là có dấu hiệu đường ai nấy đi. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 11, nam ca sĩ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên chia sẻ hình ảnh của bản thân cùng dòng caption: Từ Hải thì có Thúy Kiều, còn anh thì chưa có người yêu em à. Trước động thái này của Gin Tuấn Kiệt, nhiều người hâm mộ cho rằng đây chỉ là status thả thính bình thường. Thế nhưng, không ít netizen lại đồn đoán, phải chăng đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Gin Tuấn Kiệt và Buka đang gặp trục trặc. Sau bài đăng này của Gin Tuấn Kiệt, các thám tử mạng đã nhanh chóng soi được hàng loạt hình trạng nước của cả hai. Theo đó, vào ngày 24 tháng 11, trong khi Buka đăng ảnh đầy tâm trạng, ta cần thêm bao nhiêu lần vụng vỡ, thì nam ca sĩ lại đăng story Instagram một bức ảnh đen cùng dòng caption Thanks for being my everything, tạm dịch cảm ơn vì đã trở thành tất cả của anh. Đến thời điểm hiện tại, tất cả chỉ dừng lại ở suy luận của cộng đồng mạng. Thực hư thế nào, liệu cả hai có đang trong mối quan hệ tình cảm hay đã chia tay, thì netizen vẫn phải chờ câu trả lời chính thức từ phía Gin Tuấn Kiệt và Buka. Cặp đôi chị em Gin Tuấn Kiệt và Buka từng khiến dân tình bàn tán xôn xao vì những lần tương tác tình bể bình trên mạng xã hội. Vào tháng 9 năm 2021, trên Instagram, Buka chia sẻ bức ảnh chụp một góc phòng kèm dòng chú thích ngọt ngào: Em thích cái cách anh hay ngắm em ngủ dù em không thấy. Vài ngày sau, Gin Tuấn Kiệt cũng khoe ảnh và dân tình đã nhanh chóng soi ra được tấm thảm trắng và màu tường trong phòng nam ca sĩ, y hệt trong bức ảnh của Buka. Chưa dừng lại ở đó, Gin Tuấn Kiệt và Buka còn công khai thả thính nhau trên Instagram. Theo đó, Gin Tuấn Kiệt khoe được tặng quà trung thu là một chiếc bình giữ nhiệt cung xử nữ. Ngay sau đó, Buka đã vào bình luận xin xỏ, cho chị cái ly cung chị với. Nam ca sĩ ngay lập tức trêu ngược, sorry chị em không cho đâu. Cách đó không lâu, nam ca sĩ đăng lên trang cá nhân câu hỏi, muốn Gin nói gì, sau đó đã có người nhắn lại, nói yêu nàng thơ là em nè. Trùng hợp thay, tên thật của Buka là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ nên ngay lập tức Gin Tuấn Kiệt đã tác thẳng tên người ấy vào để tra hỏi. Dù Buka lên tiếng phủ nhận, dân tình vẫn trụng trời vì sự đáng yêu, ngọt ngào của cả hai. Buka và Gin Tuấn Kiệt là cặp đôi trai tài gái sắc được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền từ khi tham gia show truyền hình Lạ Lắm À Nha. Với những khoảnh khắc đáng yêu cùng những lần tương tác đầy tình tứ, netizen thường xuyên đồn đoán cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên, cả Buka lẫn Gin Tuấn Kiệt chưa lần nào công khai xác nhận chuyện yêu đương.